D5 công thức F3 F3 tháng 1, tháng 2, tháng 3. Nếu như số tháng lớn hơn bằng 1, tức là cái bạn này nè học mấy tháng? Học 3 tháng thì học phí tháng 1, học phí tháng 2, học phí tháng 3. Còn bạn này học 2 tháng thì học phí tháng 1, học phí tháng 2, còn tháng 3 không có. Bạn này học 1 tháng thì học phí tháng 1, còn học phí tháng 2 và học phí tháng 3 là không có. Được chưa? Ý của cái đề là như thế. Ví dụ bạn Khang học 2 tháng thì học phí tháng 1, học phí tháng 2, còn học phí tháng 3 là không có. Đó, mục đích của cái bài này chúng ta làm là như thế. Và người ta gợi ý cho mình nè. Câu F3, nếu như số tháng lớn hơn bằng 1 thì điền giá học phí tương ứng với cái lớp. Lớp 10 là học phí là 110.000, lớp 11 là 150.000 và lớp 12 là 170.000. Vậy thì bạn này học lớp 12 thì tháng 1 sẽ là 170.000, tháng 2 170.000 và tháng 3 170.000. Làm sao mà nó xuất hiện được mấy số trong đây? Nếu thì dùng if số tháng. Số tháng đâu? Số tháng là ô bao nhiêu? E3. Đây, số tháng đây. Nếu số tháng lớn hơn bằng 1 thì điền giá học phí tương ứng. Giá học phí nằm dưới này. Như vậy bạn sẽ dùng học phí bằng cách là bạn dùng index cũng được. Index kết hợp với max mà mình mới học. Hoặc là các bạn dùng hàm ở đây, người ta cho giá trị đi tìm là theo bảng và từ trên xuống. Giá trị dò tìm là 10, 11, 12 là tìm từ trên xuống. Cho nên nó theo dạng cột. Dạng cột thì chúng ta dùng HLOOKUP. Vậy thầy giải hai cách luôn nhé. Một là dùng index chúng ta mới học. Hai là chúng ta dùng HLOOKUP. Như vậy cách thứ nhất là chúng ta sẽ bằng index mở ngoặc bảng dò là bảng này F4 phải dòng trả về. Dòng trả về bây giờ làm sao mình biết nó trả về dòng mấy? Làm sao mình biết nó trả về dòng mấy? Lớp 10 thì trả về dòng 1, lớp 11 thì trả về dòng 2, lớp 12 thì trả về dòng 3. Vậy mình kết hợp với hàm max, đúng rồi. Và giá trị dò tìm của mình là lớp, tìm trong bảng, bảng này F4. Kiểu dò tìm là không, đóng ngoặc. Được chưa? Được chưa? Và bạn này là 170. Tháng 10 ai cũng học hết, cho nên đều có giá tiền hết. Bây giờ đến tháng 2, thầy không dùng hàm index nữa, mà thầy sẽ dùng hàm về lookup. HLOOKUP. Thì nó sẽ bằng, hồi chỗ này thiếu if rồi. Nếu số tháng mà lớn hơn hoặc bằng 1 thì trả về giá trị này, còn không thì trả về giá trị là không có gì cả. Đó là nếu. Chúng ta kết hợp vào. Đến đây, nếu số tháng mà lớn hơn bằng 2 thì làm gì? Lấy giá trị học phí ở dưới điền lên. Lúc nãy mình dùng hàm index, bây giờ các bạn dùng cho thầy hàm HLOOKUP. HLOOKUP thì nó cũng tương tự như VLOOKUP, nhưng mà V thì cho hàng ngang vertical, còn H là theo cột
thẳng đứng. Giá trị giờ tìm là lớp tìm ở đâu? Tìm trong cái bảng, nhớ là chọn cả lớp luôn nha. F4. Nếu tìm thấy thì trả về cột thứ mấy? Nếu tìm thấy cái lớp rồi thì trả về cột cột số 2. Kiểu dò tìm là chính xác là không. Đó là giá trị đúng. Còn nếu mà không tìm thấy thì sao? À, xin lỗi, nếu mà số tháng mà nhỏ hơn 2 thì làm gì? Không làm gì hết, bỏ trống. NA. Lý do đây, H lookup. Mình đi tìm cái hàm H lookup này sao mà nó NA cái đã nè. Ctrl C đem ra đây bằng Ctrl V. Đây NA chỗ này. H lookup hả? Có 12 mà sao nó không trả về? C3. Tìm trong bảng lý do gì? H lookup giá trị dò tìm bảng dò row index v. Ồ, ủa, v h nút cấp cho theo. Ồ đúng rồi, già rồi nó già rồi nó bị lẫn rồi. Khi nào mà cho nằm ngang thì mình mới dùng h, cho thẳng đứng dùng v, quên, già cả rồi, nó khổ thiệt. Rồi, chỗ này đổi lại thành V cho thầy. Ok. Khổ thế đấy. Thông cảm nha. Già rồi. Rồi, ok. Tương tự tháng 3 mình sẽ bằng, nếu số tháng mà lớn hơn bằng 3 thì về lookup. Mở ngoặc, giá trị dò tìm, chấm phẩy, vùng dò, F4, cột trả về là cột mấy? Cột 2, kiểu dò tìm là không, còn không thì không có gì. Ok, bạn này học 3 tháng, bạn này học 2 tháng, học 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Được chưa? Được không nào? Tổng cộng, lập công thức tổng cộng để đóng. Tổng cộng thì bằng sum, mở ngoặc cả 3 tháng, đóng ngoặc, kết quả. Ok. Gì nữa? Tính tổng tiền học sinh đóng 3 tháng Y8. Tính tổng tiền Y8 là đây. Mình có tổng tiền. Tổng tiền thì sum hết lại, dùng auto sum tổng tiền. Và tính tổng tiền của Y9 là tổng tiền học sinh đóng lớp 12. À, chỗ này là mình cho ra đây đi. Tổng tiền của 3 tháng. Rồi, xuống đây là tổng tiền lớp 12.
tức là những bạn lớp 12 đóng á, là bao nhiêu? Như vậy mình thấy có tổng nhưng lại kèm theo điều kiện là lớp 12 thì tổng là sum, mà có điều kiện là if, được chưa? Thì nó sẽ bằng sum if vùng dò điều kiện là gì? Lớp 12. Vậy là mình dò trong lớp, vùng dò của mình là lớp. Nếu trong trường hợp mà bạn sử dụng cái này để copy sang nhiều ô khác thì chúng ta F4. Còn bây giờ chúng ta chỉ tính mỗi ô này thôi thì bạn không F4, nó cũng đúng. Ok. Điều kiện là gì? Lớp 12. Lớp 12. Được chưa? Và vùng muốn tính tổng là vùng nào? Tổng tiền đúng không? Tổng tiền, đây tổng tiền. F4 đóng ngoặc lại. Tính tổng tiền của học sinh lớp 12. Và người ta nói rằng thêm nữa là tính tổng tiền học sinh đóng ngày 10 tháng 1 năm 2018. Tổng tiền đóng ngày 10 tháng 1 năm 2018 thì chúng ta cũng bằng sum if. Vùng dò là vùng nào? Bây giờ người ta nói là điều kiện liên quan đến cái gì? Đến ngày đóng, đúng không? Ngày thì chúng ta dùng vùng dò là ngày. Làm sao mình đưa cái ngày là 10 tháng 1 năm 2018 vào? Hàm gì liên quan đến ngày tháng? Hôm trước chúng ta có nói days. Còn days là ngày thôi. Còn cái hàm mà mình muốn chuyển cái kiểu ngày tháng đó là hàm date. Mở ngoặc, năm trước 2018, tháng 1 ngày 10. Đó là điều kiện dò. Tính tổng cũng là tổng tiền. F4 đóng ngoặc lại. Và chúng ta có tổng tiền của ngày 1 tháng 10. 1, 2, 3. Phải ba bài này không? Hả? Đúng rồi. Được chưa? Tổng cộng 5 điểm. Xong 5 điểm rồi. Khó hay dễ? Bây giờ show công thức ra nha. Công thức thứ nhất, công thức thứ hai, công thức thứ ba. Như vậy các bạn thấy là thầy đưa ra đây, các bạn so sánh ba công thức cùng chung một mục đích. Vậy thì bạn chọn cái nào? Làm theo index hay là làm theo VLOOKUP? VLOOKUP nó gọn hơn ha. Rồi. Và công thức tính tổng cộng thì quá đơn giản. Công thức tiếp là tính của tổng tiền 3 tháng. Rồi, công thức tính 3 tháng bằng sum F mở ngoặc tháng F4 phẩy điều kiện là 3 tháng chấm phẩy cùng tính tổng F4 đóng ngoặc. Đó. Những bạn nào học 3 tháng
Ok. Công thức tiếp theo là tính học sinh lớp 12. Công thức tiếp theo là tính theo ngày 10 tháng 1 năm 2018. Như vậy chúng ta có tổng cộng chừng đấy công thức cho cái đề số mấy? Đề số 5. Rồi, capture lại đi. Capture lại để xuống xem cho nó nhanh. Ghi lâu lắm, capture đi.